Mình đó là cả một vấn đề không phải đối tùy tiện mà được. Mình đang thấy rằng thì mình đã bị mất một cơ hội, hầu như mình đã bị lỡ rất là nhiều thời cơ. Thì hầu như đây là một cái chặng đường mình phải làm lại. Thành các bạn đừng có ngạc nhiên tại sao mà tôi chưa dám đề cập vấn đề đó, vì vấn đề nó thật ra dành cho chúng ta, và nhất là dành cho thế hệ của các bạn là thế hệ trẻ hơn, là những người phải xem lại, đặt lại câu hỏi này và xem thử mình phải làm lại cái cuộc duy tâm đã bị bỏ lỡ, hay đồng chí đã không được tiếp tục của thế hệ như cụ Phan Chu Trinh như thế nào, phải trở lại với những người đó một cách điều chỉnh đầy đủ, cái điều chỉnh. Không làm cái việc đó thì không thể chờ đợi những cái kết quả cụ thể như là bạn mong mỏi. Tinh thần kỷ luật, tinh thần tập thể, tinh thần làm việc có phương pháp, có năng suất, có hiệu quả để cạnh tranh được với các cái nước lân bang thôi, chưa nói thế giới, với người Hàn, người Sinh. Cái đó không phải là những biện pháp, cái đó không phải là những cái hậu quả đơn giản của những cái thủ thuật quản lý. Tuấn cần có thu nhập những cái công nghệ, những cái thủ thuật quản lý nhất định để ta cải tiến khác những cái chuyện bức xúc dạng người nêu. Nhưng mà cái nền tảng của nó không phải chỉ ở đó, mà phải làm lại cách tiên trên cơ sở với những cái điều mà tôi vừa nói. Và vì thế tôi nghĩ là vấn đề nó quá lớn đối với tôi, và có lẽ cũng với tất cả mọi người, là phải suy nghĩ thử xem phải làm cái gì trong cái bối cảnh hiện nay của toàn cầu hóa, trong đất nước mình đã bị cuốn vào trong một cái dòng chảy khủng khiếp như thế này, một cái sự gia tốc nó không có chờ đợi hết. Thì trong khi chờ đợi những giải pháp vĩ mô thì tất nhiên là phải cố gắng cải tiến được cái gì, mức độ nào thì cải tiến cho kịp với thiên hạ, chứ không phải đợi. Mình phải chạy gấp rút lên gỡ lại những cái gì mình đã mất, và ra cái chân kịp họ ở những cái mảng quy mô nào đó, những cái cách nhỏ nào đó, và hy vọng những cái cách nhỏ vô lại thành cái cách lớn. Nhưng mà hàng đầu là vẫn phải làm sao lan truyền trong dư luận, nhất là trong thế hệ trẻ, một cái yêu cầu bức xúc là hãy nhìn lại, hãy tỉnh thức, hãy đại tỉnh thức, giật mình và tự tìm mà đi, nó có con đường nào lẽ với mình đâu. Phải phá vỡ những cái ông ca hình tượng người cha tinh thần đứng sau lưng chúng ta đó. Cái người cha đó lúc đó nó cũng tìm cách khuyên ra, nó níu kéo ông mày kia lắm. Hãy bản thân mình hãy giải quyết cái bài toán trong mình trước rồi đó. Ngoại chăng mới có giải pháp chung, như bây giờ anh hay chị chờ đợi một cái thiên tài nào đó vẽ cho mình một con đường có sẵn để đi theo, thì thật sự nó cũng trái với cái tinh thần khai minh rồi. Tôi không đủ cái cách và không đủ cái kinh nghiệm để có thể có một ý nghĩa thiết thực ở đây. Đó là vấn đề chung của chúng ta. Coi rằng chúng ta chỉ gợi ra cái bức xúc đó, vì chúng ta quá trễ rồi. Chúng ta phải làm lại công việc của cụ Phan Chu Trinh một thế kỷ rồi. Dạ, em cũng có một cái thắc mắc, cũng như là một thắc mắc cũng không biết hỏi ai. Cũng hy vọng hôm nay được thầy khai sáng dùm. Em có cái băn khoăn giữa cái triết học giữa phương Tây và phương Đông, cũng như là những cái kiến thức nó có những điều mà cùng một lĩnh vực nhưng mà nhìn nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nói ví dụ như trên lĩnh vực ăn uống sức khỏe thôi, thì một bên thì chủ trương là phải đầy đủ vitamin, protein, còn bên phương Đông mình thì khi là phải ăn ít thì trị được bệnh, thì khi là những ăn nữa, hoặc về cái rèn luyện thì một bên chủ trương là rèn luyện về cơ bắp, một bên thì nhẹ nhàng như là khí công, như là Thái Cực Quyền, cho thấy thì nó áp dụng vào võ thuật cũng có nhiều cái điều rất là phi thường. Mà chúng ta nếu hay cái trong y lý, thấy bên phương Tây mình á thì bệnh là do virus, còn bên phương Đông mình nó ở cả một hệ thống về huyền đạo, cái gì đến triết lý âm dương thì nó rất là lý thú, về chúng ta thấy về phong thủy địa lý nó cũng rất là thú vị. Nói rộng hơn thì về cái sự phát triển giáo dục của Việt Nam mình á, thì có phải những cái nước văn minh phương Tây đó nó là cái mô hình, là cái chuẩn mực để cái nước đang phát triển như thế hay không? Đây là vấn đề mà có thể nói ai cũng băn khoăn. Cá nhân tôi là một người nghiên cứu về tư tưởng thì cũng thấy rất là băn khoăn và suy nghĩ mãi, mà
Và không phải chỉ cá nhân tôi mà hầu như rất nhiều nhà tư tưởng thế giới này, các nhà nghiên cứu về lịch sử tư tưởng hay là so sánh về văn hóa đều cái là đặt ra khác. Và người ta rất kinh ngạc là sao cái sự đối thoại giữa Đông Tây nó diễn ra quá chậm. Hầu như có thể nói là đến đi ăn bốt này rồi, cái miệng nó ra là chúng ta là một thế giới phẳng, là một cái thế giới nhỏ hẹp bé xèo trên cái cầu này, nhưng mà sự ra cái sự hiểu nhau giữa các nền văn hóa, giao lưu giữa các nền văn hóa, được tiếp thu lẫn nhau, các nền văn hóa nó cũng có nhiều khoảng cách đó. Và cái này cũng có lẽ là một cái hậu quả không ít của cái khai, một cái hậu quả tiêu cực của cái phong trào khai phương Tây. Bên cạnh những cái vô số những cái tích cực của nó mà người ta đã nói, nó là cha đẻ của cái thế giới xã hội hiện nay. Không có nó thì không có cái xã hội ngày nay, không có những cái điểm nghi của chúng ta đang được thụ hưởng. Nhưng người ta cũng thấy đầy đủ những cái mặt yếu, cái mặt tiêu cực của nó. Bởi vì người ta đã tìm cách khắc phục. Đó có lẽ là cái nhìn cho rằng cái nhìn này nó là lây qua chúng ta. Chính cái nhìn này là lây trở lại với chúng ta. Là một cái nhìn nhị nguyên, cái nhìn phân đôi. Cái nhìn này nó thật ra là sản phẩm của phương Tây. Nhưng bây giờ tôi cảm tưởng là họ đã khắc phục rồi. Từ bước khắc phục rồi mà nó đang bình, nó đang bị lây. Con người ta chỉ khác nhau chứ không hay hơn hay kém cả. Người ta đã đạt nó từ lâu rồi. Bây giờ phương Tây họ không có gì một cái giảng đương, tất nhiên trừ những người cũng là phương Tây nhưng mà không đủ trình độ gì cả thì ăn nói lung tung, ta không biết đâu. Nhưng mà cái dòng chính của họ bây giờ họ đã thấy một cái sự đối thoại, một sự bổ sung, và do đó là cái sự đa dạng, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, không ai hơn ai, chỉ là khác nhau thôi, và nó làm phong phú thêm. Nhân dịp này tôi chỉ xin thưa một cái điều mà tôi do bản thân kinh nghiệm cá nhân tôi thôi, đó là mình hiểu về họ rất ít. Thứ hai, mình hiểu về mình rất kém. Và chúng ta chưa có một cái cơ chế gì hết, một cái nền học thuật, một cái cơ sở hạ tầng về học thuật để cái việc giao lưu này nó trở thành bình thường. Nói vậy không phải đi nản chí, mà để thấy rằng mình phải giật mình, phải bình tĩnh lại, phải hiểu, đừng có nên nhìn bằng những cái gì đơn giản, giáo điều, công thức, mà nên nhân hạ chính mình. Cách đơn giản nhất như cụ Phan Minh nói, hơn đi nói một câu có ba chữ à, chi bằng học. Nó chi bằng học, cái học ngồi xuống mà cắn răng xuống mà học, đến tất cả mọi ham thích thì ngồi xuống mà học, học cái đi nơi đến chốn đi thì sẽ có cái ngày đã chứng minh. Cái cầu nói một kết thúc đơn giản, nước mất là phải. Thứ hai, chi bằng học. Không có làm gì bằng cái việc học, học đi cái rộng, cái học là ngồi đọc rất chi bằng học. Nước mình đang thất học, đừng có nghĩ rằng mình là cha thiên hạ. Tôi chỉ nghĩ thành thức là nói với một người đã qua cái tuổi nông nổi, bây giờ thì rất là một ít đụng rất là cá buồn, đó là chúng ta mất nước. Thứ hai nữa là không có học hành gì hết. Đó là hai cái điều rất đáng buồn của một cái người có thể nói là đời đi trước các bạn 10 năm đã lỡ không may sinh ra sớm hơn các bạn 10 năm hay mấy chục năm. Nhưng lẽ ra nếu mà sinh đồng thời hay sau các bạn thì chúng ta thường hưởng được nhiều cái thành quả hơn. Mà lỡ đã sinh ra trước thì chứng kiến những cái điều rất đau lòng. Mong rằng các bạn phải đừng có lắp lại những cái sai lầm, những cái gì thiến cập, những cái tự tôn vô lối của cái thế hệ. Và qua đó cũng bỏ đi những cái tự ti vô lối. Cái điều mà tôi ngạc nhiên và tôi rất là mừng là tôi đến đây hôm nay, tôi thấy các bạn rất đông và rất trẻ, mà một cái đề tài như thế này mà là do nhà triết học, nhà nghiên cứu triết học trình bày mà chúng ta đến đông và trẻ như thế này thì tôi thấy mừng rồi. Tôi thấy quá mừng, bởi vì như vậy là rõ ràng là trong một cái tương lai không xa nữa thì mỗi người chúng ta cũng tự khai sáng và tự trưởng thành được. Và những cái điều mà 100 năm trước như là chúng ta đã nói đó thì chúng ta sẽ có thể đuổi kịp, bởi vì chúng ta thấy rằng cái thời đại bây giờ nó có cái thuận lợi hơn hồi xưa nhiều lắm, thời Phan Châu Trinh khác bây giờ nhiều lắm.
cả một cái thế giới bây giờ nó gần như một cái thế giới phẳng trên bàn tay của các bạn. Các bạn chỉ dùng mấy ngón tay một tí là cả thế giới nó hiện ra trong vòng giây phút, tức là trong một cái máy vi tính trong thời đại internet. Những cái điều mà nãy mình trình bày đó, thực ra hiện nay các bạn như Phật giáo, thực ra nó cũng 2500 năm trước rồi, có những điều rất mới mẻ mà chúng ta hồi xưa mình đã truyền bá rất là khó, bây giờ tôi đang nghiên cứu và thực hiện tuyệt vời. Họ nhìn thấy đây, họ thấy được những cái điều rất là mới mẻ trong đó. Thì chúng tôi tự nhiên đọc thấy khai sáng và trưởng thành, tôi nghĩ tới những cái nhân từ như là khai thị, ngộ nhập, thì kia chúng ta thấy nhiều cái rất là hay. Và chúng ta đi vào trong lĩnh vực internet, chúng ta đang sống trong thời đại như thế này, thì tôi tin tưởng với một cái sức trẻ như các bạn thì các bạn sẽ thành công trong một thời gian không xa. Và nhất là hiện nay chúng ta đã có những cái đàn anh đi trước đã hướng đạo một phần cho chúng ta, và chúng ta cũng thấy rằng những cái thần tượng này chúng ta cũng phải đáng vượt qua, chứ không thì chúng ta dừng lại đó thì nó cũng đáng tiếc. Tức là phải tin tưởng ở tương lai, tin tưởng ở các bạn, tôi nghĩ vậy. Xin cảm ơn.